để không bỏ lỡ các video mới nhất của chúng tôi, bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở dưới. Hôm nay, Akira chia sẻ cho bạn về bí quyết tiền bạc của người Do Thái. Tôi cũng đã áp dụng và cảm thấy nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống tài chính của bản thân và gia đình tôi. Tôi tạm chia các bí quyết này làm 3 phần, đó là kiếm tiền bền vững, quản lý tiền hiệu quả và đầu tư tiền thông minh. Bạn hãy kiên nhẫn xem hết video này để nắm được 11 bí quyết hay nhất mà tôi vô cùng tâm đắc. Câu hỏi, những người Do Thái thành đạt trên thế giới, họ là ai? Tôi đã đọc bài viết 10 người Do Thái thuộc top 50 tỷ phú giàu nhất trên thế giới để tìm hiểu xem những người Do Thái thành đạt nhất hiện nay là ai. Mark Zuckerberg, người sáng lập trang mạng xã hội lớn nhất thế giới, Facebook, chính là một người Do Thái. Những tỷ phú Do Thái khác là các nhà sáng lập trang Google.com. Trong danh sách có hai nhà đầu tư vô cùng giàu có, đó chính là George Soros, Carl Icahn. Đặc biệt có tên của ông chủ hãng máy tính Dell, một thương hiệu máy tính được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Câu hỏi, bí quyết thành công của người Do Thái là gì? Bí quyết số 1, muốn kinh doanh bền vững, thì hãy nhắm vào hai đối tượng này. Trong kinh doanh, hãy tập trung phục vụ hai đối tượng khách hàng tiềm năng nhất, đó là phụ nữ và cái miệng. Theo bạn, vì sao lại là phụ nữ? Có thể bạn đã từng nghe câu nói, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Tôi phụ trách việc kiếm tiền, còn vợ tôi phụ trách việc giữ tiền và chi tiêu mua sắm. Vì nhiệm vụ của nam giới là kiếm tiền, nhưng chưa chắc là giữ tiền trong tay. Quyền giữ tiền, tiêu xài tiền, phần lớn vẫn nằm trong tay của người phụ nữ. Người Do Thái đã sớm nhận ra điều này và không ngần ngại đề xướng khẩu hiệu hay bán hàng cho phụ nữ. Bất kể là kim cương lấp lánh, trang phục lộng lẫy, nhẫn vàng, cho đến dây chuyền, bông tai hay các loại túi xách cao cấp, bán cho phụ nữ sẽ mang lại nguồn lợi nhuận khổng lồ. Người Do Thái đặc biệt chuộng kinh doanh kim cương, nữ trang và thời trang cao cấp. Đây là một số thương hiệu thời trang lớn nhất trên thế giới đã được sáng lập bởi người Do Thái. Một nguồn tài nguyên khác được người Do Thái phát hiện và khai thác hiệu quả chính là cái miệng của con người. Có thể nói, miệng là một cái động tiêu hóa không đáy. Trên thế giới hiện nay, đã có hơn 7 tỷ cái động không đáy, tiềm năng thị trường của nó là vô cùng lớn. Vì vậy, tất cả những gì mà người Do Thái kinh doanh có liên quan đến cái miệng như thực phẩm, nhà hàng, chuỗi cà phê, quán bar, câu lạc bộ đều rất phát đạt. Và đây là các thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực ăn uống đã được người Do Thái triển khai trên khắp thế giới, gồm có kem, bánh và cà phê. Bí quyết số 2, nhất định phải trở thành người dẫn đầu. Nếu muốn giữ được ưu thế trong một lĩnh vực nào đó, thì cần phải tăng tốc một cách đột phá để trở thành người đi đầu trong lĩnh vực ấy. Khi bạn trở thành người dẫn đầu, cho dù tỷ suất sinh lợi có thể là không đổi, nhưng bạn có ưu thế cạnh tranh lớn hơn so với những đối thủ cùng ngành. Mọi người luôn nhớ đến ngọn núi cao nhất, chứ không biết ngọn núi cao thứ nhì tên là gì. Vì vậy, muốn khách hàng nhớ đến bạn và mua sản phẩm của bạn, hãy quyết tâm trở thành số 1. Bí quyết số 3, định luật giao cạo, hãy đơn giản hóa hết mức có thể. Định luật giao cạo cho chúng ta biết rằng, vạn sự vạn vật trên đời này nên được đơn giản hóa hết mức có thể, như một chiếc dao cạo. Người Do Thái thích duy trì tính đơn giản của sự việc, nắm bắt căn bản, giải quyết thực chất, không thích làm phức tạp hóa vấn đề. Làm như vậy mới có thể giải quyết xong một cách nhanh chóng và có hiệu suất hơn. Bí quyết số 4, định luật đồng hồ, một người không thể có hai vị chỉ huy. Chỉ cần có một chiếc đồng hồ, bạn có thể biết được bây giờ là mấy giờ. Nhưng khi sử dụng hai chiếc đồng hồ cùng một lúc, bạn lại phân vân không biết chính xác bây giờ là mấy giờ. Một người không thể để cho hai người khác chỉ huy cùng một lúc. Trong kinh doanh, người Do Thái cho rằng không thể cùng lúc áp dụng hai cách quản lý khác nhau, cũng không thể cùng lúc theo đuổi hai mục tiêu khác nhau. Bí quyết số 5, định luật thùng gỗ đựng nước, chú ý tấm gỗ ngắn nhất. Định luật thùng gỗ chỉ ra rằng thùng có thể đựng bao nhiêu nước là tùy thuộc rất lớn vào tấm gỗ ngắn nhất. Mỗi doanh nghiệp đều có một khâu yếu kém nào đó. Chính nó sẽ làm lãng phí nguồn nhân lực và tiền bạc, làm kìm hãm sự phát triển. Vì vậy, cách tốt nhất để đưa doanh nghiệp đi lên là xoay thùng gỗ, rà soát để tìm ra những tấm gỗ ngắn nhất
và cải thiện nó. Bí quyết số 6, định luật rượu và nước bẩn, dọn sạch phần tử tiêu cực. Một muỗng rượu, đổ vào thùng nước bẩn, bạn sẽ có được một thùng nước bẩn. Đổ một muỗng nước bẩn vào trong thùng rượu, cái bạn nhận được vẫn là một thùng nước bẩn. Người Do Thái không hề nhân nhượng đối với những nhân viên hoặc những yếu tố phá hoại tổ chức. Họ cho rằng cần phải kịp thời xử lý, ngay cả trước khi những phần tử tiêu cực này bắt đầu phá hoại. Bí quyết số 7, hiệu ứng trích con ngựa, trích là nhích. Một con ngựa lười biếng, không chịu chạy, thì phải làm thế nào? Chỉ cần cho côn trùng cắn trích vào mông, thì nó sẽ hăng hái chạy thật nhanh. Tóm lại, bị trích, thì mới chịu nhích. Con người chúng ta cũng như vậy, chỉ khi bị ai đó đuổi theo, thì mới không dám buông lỏng, mới biết cố gắng phấn đấu. Từ góc độ này cho thấy, chúng ta nên cảm ơn đối thủ cạnh tranh của mình, bởi họ chính là chuông báo động tốt nhất, giúp ta hành động quyết liệt, liên tục tiến lên. Bí quyết số 8, làm giàu là có trách nhiệm với xã hội. Người giàu có trách nhiệm to lớn đối với xã hội. Họ kiếm nhiều tiền, rồi chia một phần tài sản của mình để làm từ thiện. 11,6% tỷ phú thế giới là người Do Thái. Tuy giàu có, nhưng họ luôn sống rất giản dị, tiết kiệm và tích cực làm từ thiện. Ông chủ Facebook đã bán 500 triệu đô la cổ phiếu Facebook để tài trợ từ thiện. Không một nhà giàu Do Thái nào không có quỹ từ thiện của mình. Từ đây có thể hiểu được tại sao cộng đồng Do Thái lại cùng giàu có như thế. Bí quyết số 9, tiết kiệm nhưng không keo kiệt. Nếu một người có nhiều tiền nhưng lại tiếc tiền không tiêu, chỉ biết nắm chặt trong tay, thì người đó bị xem là người nghèo khó. Mục đích căn bản của việc kiếm tiền chính là để có cuộc sống tốt hơn. Nếu chỉ biết kiếm tiền mà không tiêu, thì việc kiếm tiền sẽ không có ý nghĩa, vì niềm vui của bản thân cũng sẽ mất đi. Vì thế, một người giàu có thực sự chắc chắn là một người vừa biết kiếm tiền, lại vừa biết tiêu tiền. Nguyên tắc tiêu tiền của người Do Thái là chỉ tiêu tiền ở chỗ đáng tiêu. Cái gì nên tiêu thì không keo kiệt, cái gì không đáng mua thì một xu cũng không bỏ ra. Tóm lại là tiêu tiền một cách hợp lý, tiết kiệm, không lãng phí, nhưng không keo kiệt. Bí quyết số 10, không để tiền ngủ yên ở ngân hàng. Hay bắt tiền đẻ ra tiền. Bình thường, ta làm việc vì tiền. Còn đầu tư là buộc đồng tiền làm việc cho mình. Bạn sẽ chọn bên nào? Làm chủ hay làm nô lệ? Người Do Thái biết cách bắt đồng tiền làm việc cho mình, ngay cả khi đang ngủ. Họ thường đầu tư đúng hướng vào chứng khoán, bất động sản hoặc công nghệ, những ngành nghề tạo lợi nhuận cao, giúp tiền đẻ ra tiền. Người Do Thái cho rằng, để tiền trong ngân hàng là tiền chết, giống như một người có tài năng mà không phát huy, thì chính họ đang hủy hoại bản thân mình. Bí quyết số 11, tài sản lớn nhất không phải là tiền, mà là trí tuệ. Một căn nhà của người Do Thái bị cháy, và tài sản quan trọng nhất mà họ mang đi ra ngoài, không phải là tiền, mà là cái đầu. Tài sản có thể mất đi, thứ mãi mãi còn lại, chính là tri thức và trí tuệ. Họ có thể dùng nó, để kiếm lại tiền bất cứ lúc nào. Kiếm tiền bằng trí tuệ là con đường bền vững, chắc chắn nhất. Con người ta hơn nhau là bởi cái đầu. Những người Do Thái thành công trong kinh doanh hay đầu tư, đều liên tục học hỏi, để gia tăng sự hiểu biết. Bởi vì họ biết rằng, thao trường đổ mồ hôi, thì chiến trường bớt đổ máu. Có 3 việc cần làm để nghỉ hưu sớm, và có nhiều thời gian dành cho gia đình, đó là kiếm tiền giỏi, quản lý tiền tốt, và đầu tư tiền thông minh. Chương trình được thực hiện bởi Lê Japan tại Nhật Bản. Tải miễn phí tài liệu kinh doanh hay nhất của Lê Japan trên trang web kinhdoanh123.com. Để xem phần tiếp theo, bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở dưới. Nhớ chia sẻ video này lên Facebook để sau này xem lại khi cần. Một, đầu tư vào chính bản thân mình. Đầu tư càng nhiều vào bản thân mình càng tốt, bạn là tài sản lớn nhất của chính mình, cho đến thời điểm này. Warren Buffett bắt đầu mua cổ phiếu khi chỉ mới 11 tuổi. Ông mua mỗi cổ phiếu City Services với giá 38 đô. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, vì nôn nóng muốn có lợi nhuận, ông đã bán mỗi cổ phiếu với giá 40 đô và chỉ lãi được một ít. Sau khi bán ra, giá cổ phiếu vẫn tiếp tục tăng lên đến gần 220 đô la.
Điều này khiến ông cảm thấy vô cùng tiếc nuối và rút ra bài học rằng muốn kiếm thật nhiều tiền thì phải học nhiều hơn. Từ đó, ông liên tục đầu tư cho bản thân mình, theo học thầy Benjamin Graham là chuyên gia phân tích chứng khoán và thường xuyên đọc sách về đầu tư. Liên tục đầu tư cho bản thân bằng cách học và đọc chính là bí quyết giúp ông trở thành nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Biểu đồ này cho thấy tài sản của ông tăng dần theo độ tuổi, cũng như kiến thức và kinh nghiệm. Phát triển bản thân phải đi cùng với phát triển sự nghiệp. Nếu bản thân mình không tiến bộ, thì sự nghiệp cũng khó có thể đi lên. Vì vậy, đầu tư cho chính mình là khoản đầu tư sinh lợi nhiều nhất. 2. Đầu tư cho sức khỏe ở 3 lĩnh vực: trí tuệ, thể chất, tinh thần. Bạn chỉ có một bộ óc và một cơ thể, và thường bắt chúng hoạt động hết công suất trong nhiều năm. Nhưng nếu bạn không chăm sóc cho bộ óc và cơ thể đó, thì 40 năm sau, chúng sẽ hỏng hóc giống như một chiếc xe hơi. Warren Buffett từng bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt, nhưng nhờ tập thể dục và tinh thần luôn luôn lạc quan vui vẻ, mà ông đã đánh bại được căn bệnh ung thư, và khỏe mạnh tới tận thời điểm hiện tại. Sau đây là một vài phương pháp đơn giản mà ông đang thực hiện. 1. Trí tuệ, đọc sách báo, tạp chí, để cập nhật thêm các ý tưởng. 2. Thể chất, tập thể dục, ăn các thực phẩm tốt cho sức khỏe, uống nhiều nước, và có một giấc ngủ ngon vào buổi tối. 3. Tinh thần, chỉ cần nói cảm ơn, và đối xử tốt với mọi người, hoặc viết ra những điều mình cảm thấy biết ơn trong cuộc sống. 3. Xây dựng các thói quen tốt, và thực hiện hàng ngày. Akira đang áp dụng một thói quen rất hay của ông, đó là thói quen nói không, theo công thức 5/25. Đó là quá trình đơn giản gồm 3 bước. Viết ra 25 điều, chỉ chọn 5 điều quan trọng nhất, bỏ đi 20 điều còn lại, và dứt khoát nói không với chúng. Ví dụ, viết ra 25 việc cần làm, rồi gạch bỏ đi 20, và chỉ làm 5 việc quan trọng nhất. Viết ra 25 cổ phiếu tốt, rồi chỉ chọn ra 5 cổ phiếu tốt nhất để đầu tư. Đời người, thời gian, sức lực là có hạn, vì vậy tôi chỉ tập trung vào những điều quan trọng nhất, mang lại kết quả tốt nhất. Ông từng nói rằng, sự khác biệt giữa người thành công và người cực kỳ thành công là ở chỗ, người cực kỳ thành công biết nói không với hầu hết mọi thứ. Lời khuyên của ông là lời cảnh tỉnh đối với chúng ta, đó là chỉ nên tập trung vào những điều quan trọng nhất và kiên quyết nói không với những thứ khác, gây lãng phí năng lượng và thời gian của bạn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, để hình thành một thói quen mới, bạn cần ít nhất 21 ngày. Và để thói quen đó biến thành lối sống, bạn cần ít nhất 90 ngày. Vì vậy, đừng nôn nóng hoặc vội nản chí. Hãy nghĩ lớn, nhưng bắt đầu nhỏ. Hãy tìm một thói quen tốt mà bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay, và làm điều đó ngay. Ngày mai, bạn lại tiếp tục thực hiện thêm một lần nữa, cho đến khi làm chủ thói quen đó. 4. Không ngừng học tập, để liên tục tiến lên. Albert Einstein đã từng nói rằng, khi bạn ngừng học tập, đó chính là lúc bạn bắt đầu chết. Một trong những bí quyết để thành công là không ngừng học tập. Phó chủ tịch tập đoàn của ông đã từng nhận xét, Warren Buffett đã trở thành nhà đầu tư giỏi hơn rất nhiều kể từ ngày tôi gặp ông ấy. Nếu kiến thức của ông ấy bị đóng băng, thì bi kịch sẽ xuất hiện. Vì vậy, muốn chiến thắng trong trò chơi kinh doanh và đầu tư, thì phải liên tục học tập không ngừng. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng, việc học sẽ kết thúc sau khi tốt nghiệp ra trường. Nhưng cuộc sống là một quá trình học tập liên tục, và có rất nhiều cách để bạn làm điều đó như tham dự các hội thảo, hội nghị, tham gia các khóa học trực tuyến, tích cực trò chuyện với mọi người, và đặt câu hỏi, nên nhớ, hãy lắng nghe nhiều hơn nói, tìm hiểu thật chuyên sâu về một chủ đề gì đó mà bạn quan tâm, đi du lịch, và gặp gỡ nhiều người hơn. 5. Chọn bạn mà chơi, hay ở bên cạnh những người xuất sắc. Bạn là ai không quan trọng, quan trọng là ai ở bên cạnh bạn. Muốn thành công, hãy tiếp xúc với những người giỏi hơn mình. Bạn sẽ giỏi hơn khi giao thiệp với những người giỏi hơn. Hãy kết giao với những người xuất sắc, vì họ sẽ kéo bạn đi lên. Minh chứng rõ ràng nhất cho điều này, đó là tình bạn giữa ông và Bill Gates. Tình bạn của hai tỷ phú này đã kéo dài được hơn 1/4 thế kỷ. Cả hai dành thời gian để gặp gỡ và cùng nhau thảo luận về những tin tức, xu hướng mới, trao đổi những ý tưởng hay. Bạn là trung bình cộng của 5 người mà bạn hay giao du nhất. Nếu chơi với 5 người thành công,
bạn sẽ là người thứ 6. Nếu chơi với 5 kẻ thất bại, bạn sẽ là kẻ thứ 6. Những người bạn đang giao du ngày hôm nay sẽ quyết định số phận của bạn vào ngày mai. Vì vậy, hãy nhìn những người thường xuyên tiếp xúc với bạn và tự hỏi. Họ là người tích cực hay tiêu cực? Họ đang kéo bạn đi lên hay dìm bạn đi xuống? 6. Hãy dành thời gian để suy nghĩ độc lập. Ông dành rất nhiều thời gian mỗi ngày chỉ để ngồi và suy nghĩ. Đọc và suy nghĩ nhiều hơn giúp ông có thể đưa ra những quyết định sáng suốt hơn. Hãy dành chút thời gian để hiểu rõ hơn về bản thân mình thực sự muốn gì. Những hoạt động sau đây có thể giúp bạn tìm ra mình thực sự là ai. Ngồi thiền tĩnh tâm, tập yoga, viết nhật ký về những thành quả đã làm được, làm những điều mà bạn yêu thích. 7. Làm đúng ngành nghề mà bạn thực sự yêu thích. Ông luôn làm những việc mà bản thân ông thực sự yêu thích, chứ không phải do người khác yêu cầu. Một trong những lý do khiến ông theo nghề đầu tư chứng khoán là vì có thể tự do tự tại sống cuộc đời mình mơ ước. Chẳng cần phải trang điểm, ăn mặc, trải chuốt mỗi ngày mà vẫn có thể thành công. Với công việc đầu tư chứng khoán, chỉ cần một chiếc máy vi tính, một chiếc điện thoại di động, dù ở bất cứ nơi đâu, nhà bếp hay nhà vệ sinh, và thậm chí chẳng cần mặc quần áo, bạn vẫn có thể tham gia đầu tư. Đối với ông, chiến thắng trên thị trường chứng khoán cũng giống như một vận động viên đã nỗ lực hết mình để thành công, không đơn thuần chỉ vì giải thưởng và huy chương, mà là vì niềm vui, cảm giác chiến thắng và phá kỷ lục của chính bản thân mình. Hãy nhìn những đứa trẻ, chúng nô đùa cả ngày mà không thấy mệt, bởi vì chúng được làm những điều thực sự yêu thích. Chơi đùa khiến chúng vui vẻ, sảng khoái và không tạo cảm giác chán nản. Vì sao Buffett đã quá 80 tuổi vẫn tiếp tục theo đuổi ngành đầu tư và chưa chịu nghỉ hưu? Bởi vì ông yêu thích công việc này, càng yêu thích thì càng hăng say, mà càng hăng say thì càng hứng khởi, và điều đó mang lại cho ông tinh thần lạc quan và sức khỏe dồi dào. Chẳng sung sướng gì nếu quanh năm suốt tháng cứ tiếp tục làm những công việc đơn điệu và nhàm chán chỉ vì đồng lương hoặc vì địa vị xã hội. Đã đến lúc bạn xứng đáng được làm công việc thực sự yêu thích. Nếu công việc là đam mê của bạn thì mỗi ngày bạn không phải đi làm. Thời gian là hữu hạn và bạn chỉ có một cuộc đời để sống, tại sao không sống sao cho xứng đáng? Lúc đó, mỗi sáng bạn sẽ không còn thức dậy trong uể oải, mà sẽ nhảy ra khỏi giường với sự hứng khởi và nhiệt huyết vì được làm điều mình yêu thích. Sự đầu tư khôn ngoan nhất hiện nay là đầu tư vào chính bản thân mình. Chương trình được thực hiện bởi LaserPan tại Nhật Bản. Tải miễn phí kho tài liệu hay nhất của LaserPan ở đây. LaserPan.com hoặc akizale.com. Để xem phần tiếp theo, bạn hãy bấm nút đăng ký kênh ở dưới. Đừng quên bấm like và chia sẻ video này.